Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ thứ Bảy ngày 30 tháng 11. Huyện ủy Tam Nông vừa tổ chức hội nghị quán triệt triển khai các nội dung văn bản hướng dẫn tổ chức đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội Đảng bộ huyện Tam Nông khóa 30, nhiệm kỳ 2020-2025 dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 8 năm 2020. Trước đó, Đại hội các chi Đảng bộ cơ sở huyện Tam Nông bắt đầu từ tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2020. Riêng Đảng bộ xã Hưng Độn được Ban Thường vụ huyện ủy Tam Nông chọn làm điểm tổ chức đại hội, xong trước ngày 31 tháng 3 năm 2020. Để chuẩn bị tốt cho đại hội đảng các cấp, huyện ủy Tam Nông yêu cầu các chi đảng bộ trực thuộc cần rà soát, tập trung chỉ đạo, hoàn thành 100% chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Công tác xây dựng văn kiện cần xác định rõ phương hướng, mục tiêu cơ bản và các khâu đột phá nhằm tạo sự phát triển mạnh mẽ cho địa phương trong giai đoạn tới. Việc lựa chọn nhân sự đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình hướng dẫn. Quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội cần nắm chắc tư tưởng, dư luận cán bộ đảng viên, nhân dân, từ đó làm tốt công tác tuyên truyền và phát động các phong trào thi đua chào mừng đại hội đảng các cấp. Cũng tại hội nghị, huyện ủy Tam Nông triển khai hướng dẫn số 15 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên và tập thể cá nhân các đồng chí lãnh đạo, quản lý năm 2019.